Sáng nay ngày 7 tháng 9, tại tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ phát động và diễu hành tuyên truyền sử dụng xăng E5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Ngãi là tỉnh đầu tiên trong số 7 tỉnh thành trong cả nước hoàn tất lộ trình phân phối xăng E5 thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng Mogas 92 theo chỉ đạo của chính phủ trước 3 tháng. Đã có trên 5 triệu lít xăng E5 được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phân phối ra thị trường Quảng Ngãi và được người tiêu dùng tích cực đón nhận. Từ ngày 1 tháng 9, hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng đã ngưng hoàn toàn phân phối xăng Mogas 92, tập trung phân phối xăng E5. Xăng E5 RON 92 đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế có liên quan. Chính vì vậy, việc sử dụng xăng E5 RON 92 giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu đáng kể các loại khí thải độc có trong nhiên liệu truyền thống, tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học không chỉ bảo vệ môi trường mà góp phần tốt hơn cho cuộc sống, cho sức khỏe của con người. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, xăng sinh học E5 sẽ được sử dụng đại trà, thay thế hoàn toàn cho xăng Mogas 92 đối với 7 tỉnh thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu và Quảng Ngãi. Và đến ngày 1 tháng 12 năm 2015, xăng được sản xuất, phân phối, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc đều là xăng E5. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang tập trung phối hợp với các địa phương để hoàn tất lộ trình phân phối xăng E5 trong toàn quốc, chú trọng đảm bảo nguồn cung ứng xăng E5 trong điều kiện người tiêu dùng đang có xu hướng lựa chọn xăng E5 giá rẻ, bảo vệ được môi trường sống. Để thực hiện thành công lộ trình của chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước sớm ban hành các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phân phối cũng như khuyến khích người tiêu dùng vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cam kết tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành đảm bảo nguồn E100, nguồn RON 92, E5 RON 92 để cung cấp ra thị trường theo đúng lộ trình của chính phủ. Ngay sau lễ phát động, trên 1.000 người đã chia ra làm 4 đoàn, tổ chức cuộc diễu hành trên các tuyến phố, kêu gọi nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia lựa chọn sử dụng xăng E5 để góp phần bảo vệ môi trường và làm xanh cuộc sống.